Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố nóng mới đây cho biết, quân đội nước này đang ngăn chặn thành công nỗ lực xâm nhập sâu hơn vào khu vực Kursk của Ukraine. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng thuộc nhóm tác chiến Sever và lực lượng dự bị đã chiến đấu đến cùng với lực lượng không quân, máy bay không người lái, hòa lực pháo binh địch tại khu định cư Ton Pino, Zurabli và Obchi Đồng thời, chúng tôi ngăn chặn thêm nỗ lực đột phá của địch trên xe bọc thép tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý thêm, 12 xe bọc thép chở quân của Ukraine cũng bị phá hủy, bao gồm 3 xe striker do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe ô tô. Lực lượng Nga tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào nơi tập trung quân đội, thiết bị của Ukraine ở khu vực Kursk. Hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa lực pháo binh vào điểm tập trung quân, trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 41 và 115 cũng như Lữ đoàn Tấn công đường không số 80 và 82 của Ukraine tại khu vực Sataraya Sorochina, Korenovo, Suzha, Boroki khiến 35 binh sĩ thiệt mạng, phá hủy 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe ô tô. Ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công ba bệ phóng và phá hủy một trạm radar ANMPQ-65 thuộc hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Gustav Gressens, chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh giá thấp hậu quả chết người có thể xảy ra của cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Theo chuyên gia này, một cuộc tấn công ở khu vực biên giới Kursk sẽ cần nguồn lực khổng lồ từ Ukraine. Điều này có thể hữu ích cho việc duy trì mặt trận đang sụp đổ ở Donbass. Thất bại trong cuộc phiêu lưu biên giới và thất bại đồng thời ở Donbass sẽ đặt ra nhiều câu hỏi trong số các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine đối với nhà lãnh đạo quân sự. Chuyên gia Crescent cảnh báo, Quyết định hấp tấp của ông Zelensky có nguy cơ trở thành khởi đầu cho sự kết thúc của quân đội Ukraine. Nhà phân tích lưu ý, một cuộc tấn công không thành công vào khu vực Kursk sẽ gây nguy hiểm cho khoản hỗ trợ vốn đã nhỏ bé dành cho Ukraine từ phương Tây. Vì vậy, ở Đức, lập trường của các lực lượng phản chiến phản đối bất kỳ nguồn cung cấp nào cho Ukraine có thể được củng cố. Trong một video được đăng trên kênh Telegram, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết, việc Nga bị đánh bại trên chiến trường là điều không thể tưởng tượng nổi. Ông Alaudinov bày tỏ, tôi không thấy có lý do gì để các bạn nghi ngờ hay nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể thua trận chiến này. Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy đưa ra quyết định trong trận chiến này, trận chiến quyết định bởi vì sau trận chiến này, Ukraine sẽ sụp đổ cũng như NATO, châu Âu, Mỹ và tất cả những người ủng hộ Ukraine. Cũng theo chỉ huy lực lượng Akamat, họ bắt gặp người Mỹ, Ba Lan, Anh và Pháp chiến đấu cho Kiev. Ông Alaudinov tuyên bố, chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi là một lực lượng mà không ai có thể ngăn cản được. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một xe tăng Ukraine đã bị phá hủy ở biên giới Nga nhưng không nói rõ thời điểm và địa điểm chính xác chiếc xe tăng bị phá hủy. Giới chức cho biết chiếc xe tăng đã bị tiêu diệt bằng đạn pháo lan xét. Đoạn video do bộ này chia sẻ cho thấy một xe tăng dường như thuộc nhóm tác chiến Ukraine đang di chuyển trên đường và nhắm vào một mục tiêu không xác định. Một chiếc xe bọc thép khác cũng xuất hiện gần đó. Cả hai chiếc xe tăng đều có ký hiệu hình tam giác, ký hiệu chiến thuật liên quan đến lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk hôm 6 tháng 8. Sau đó, chiếc xe tăng này bị một thiết bị bay không người lái bắn trúng từ phía sau vào khoang động cơ và bốc cháy. Chiếc xe tăng bị nhấn chìm trong biển lửa, sau đó nó phát nổ, dường như là vụ nổ do đạn dược. Sau khi lăn bánh được khoảng chục mét trên đường, chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc xe tăng này là T-80, sản xuất cuối thời Liên Xô, trang bị đạn pháo 125mm, được cả Ukraine và Nga sử dụng. Trong một bài đăng về cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, Bộ này cũng đưa tin rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt 5 xe bọc thép khác và khoảng 20 binh sĩ của Ukraine. Ngày 10 tháng 8, thì Bộ Quốc phòng Belarus đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là xác máy bay không người lái của Ukraine. Hãng thông tấn BITA của Belarus đưa tin, trong quá trình phân tích xác máy bay, các chuyên gia được cho là đã phát hiện một động cơ điện linh kiện điện tử từ các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, một anten đa tần do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tiếp tục cập nhật tình hình ở điểm nóng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái và bốn tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokau nhắm vào khu vực này. Mặt khác, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 8 cho biết đã bắn hạ 16 máy bay không người lái được phóng từ phía Ukraine ở vùng Voronezh, cách thủ đô Moscow và vài trăm km về phía nam. Chiếc UAV khác bị bắn hạ ở vùng Belgorod, hai chiếc khác ở vùng Bryansk và Orodov. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine xác nhận đã tấn công một dàn khoan khí đốt cũ từng được lực lượng Nga sử dụng trên biển đen. Nga đã lợi dụng vị trí này để đánh dừa GPS gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải của dân thường. Chúng tôi không thể điều này xảy ra. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitro Pletenchuk cho biết trên Facebook hôm 9 tháng 8. Ông Pletenchuk đăng tải đoạn video quay vào ban đêm cho thấy vụ nổ trên một giàn khoan ngoài khơi. Vụ nổ khiến giàn khoan bốc cháy. Ông cho biết nửa ngày trước vụ tấn công, lực lượng nga đã bố trí thiết bị và quân nhân ở cơ sở này. Không có dân thường nào ở đó. Giàn khoan không thực hiện các chức năng bình thường của nó. Ông Pletenchuk nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Theo ông Pletenchuk, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhằm vào giàn khoan do Nga kiểm soát. Ông Pletenchuk cho biết quân đội Nga đã sử dụng giàn khoan nói trên để làm gián đoạn hoạt động hành lang ngũ cốc. Sau khi bán đảo Crimea sát nhập vào Nga năm 2014, Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhiều giàn khoan dầu khí ngoài khơi Lực lượng nga được cho là đã sử dụng một số dần khoan trong đó cho mục đích quân sự. Cập nhật tin tức nóng đáng chú ý xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Mỹ cho thấy phó tổng thống Kamala Harris đã vươn lên dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump tại các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Đây được xem là ba bang chiến trường quan trọng đóng vai trò then chốt quyết định cục diện cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò công bố vào sáng 10 tháng 8 của New York Times và đại học Siena, bà Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân chủ, đã thu hút được 50% số người ủng hộ tại các bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, so với 46% của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy, bà Kamala Harris không chỉ thu hẹp khoảng cách với ông Donald Trump trên toàn quốc mà còn đang dẫn đầu ở các bang chiến trường trong tuần thứ ba liên tiếp. Bà cũng đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ Đảng Cộng hòa trong số các cử tri da trắng ở Pennsylvania khi giành được 47% sự ủng hộ so với 49% của ông Donald Trump. Các cuộc thăm dò ở Michigan và Wisconsin cũng cho thấy bà Kamala Harris đang thu hút nhiều cử tri da trắng hơn vào nhóm của mình so với đương kim Tổng thống Joe Biden. Và trong sự thay đổi lớn nhất về cơ hội thắng cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris dường như đã thoát khỏi cái bóng của ông Biden. Phần lớn những người có khả năng đi bầu cho rằng bà là người trung thực thông minh và phù hợp để điều hành, cũng như có khả năng mang lại sự thay đổi đúng đắn cho nước Mỹ. Trong khi đó, ông Donald Trump lại được đánh giá là có tầm nhìn rõ ràng cho đất nước. Ngày 10 tháng 8, phát biểu trước người ủng hộ tại bang Nevada, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ tuyên bố ủng hộ việc loại bỏ thuế đánh vào tiền tiếp cho nhân viên làm ngành dịch vụ nếu như bà chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Tuyên bố này nhằm lôi kéo sự ủng hộ từ những người làm trong ngành dịch vụ, một nhóm cử tri quan trọng tại bang Nevada. Phó Tổng thống Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, cặp đôi liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ, đã kết thúc chuyến công du kéo dài nhiều ngày đến các bang chiến địa với điểm dừng chân cuối cùng tại Nevada, một bang miền Tây có thể đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong bài phát biểu của mình, bà Harris cam kết nếu đắc cử tổng thống, bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động. Trong đó có việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế đối với tiền tip cho những người làm trong ngành dịch vụ và khách sạn. Bà cho biết sẽ nỗ lực để giảm giá tiêu dùng, xử lý các tập đoàn lớn tham gia vào việc tăng giá bất hợp pháp cũng như ngăn chặn việc tăng tiền thuê nhà một cách bất công đối với các gia đình lao động. Ngoài ra, nữ chính khách này cũng cam kết sẽ có biện pháp đối với các công ty dược phẩm lớn để hạ giá thuốc. Trong khi đó, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc đối thủ Harris đã sao chép chính sách của mình. Trước đó, hồi tháng 6, ông Trump từng tuyên bố sẽ miễn thuế thu nhập từ tiền tip cho nhân viên làm ngành dịch vụ nếu đắc cử Tổng thống Mỹ theo ứng cử viên chính thức của đảng cộng hòa những người làm việc trong ngành dịch vụ xứng đáng được hưởng quyền lợi này và đây là một phần trong kế hoạch giảm thuế cho người lao động có thu nhập trung bình và các doanh nghiệp nhỏ nếu ông đắc cử theo luật định hiện hành tiền tiếp cũng được tính là một khoản thu nhập chịu thuế vì thế việc loại bỏ thuế từ khoản tiền này cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của mỹ liên quan đến tính độc lập của cục dự trữ liên bang mỹ Bà Harris bày tỏ phản đối mạnh mẽ quan điểm trước đó của cựu tổng thống Trump khi ông cho rằng tổng thống Mỹ nên có tiếng nói trong quá trình ra quyết định của Cục Dự trữ Liên bang. Bà Harris nhấn mạnh ngân hàng trung ương là một tổ chức độc lập và bà sẽ không bao giờ can thiệp vào các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang nếu đắc cử. Theo truyền thông lâu nay tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang hoạt động độc lập và kể từ cuối những năm 1970 các đời Tổng thống Mỹ đều tránh công khai chỉ trích định chế tài chính này về các quyết định liên quan đến lãi suất. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo đã bị tin tặc tấn công, đồng thời đổ lỗi cho các nguồn tin nước ngoài đã phát tán thông tin liên lạc nội bộ và hồ sơ về ứng viên Phó Tổng thống J.D. Vance. Ông Stephen Triung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, cho biết những tài liệu này đã được lấy bất hợp pháp từ các nguồn nước ngoài, không có thiện cảm với Mỹ nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử 2024. Ekip tranh cử của ông Trump ngụ ý rằng Iran đứng sau vụ việc sau khi hãng Politico đưa tin họ đã nhận được email có tài liệu về chiến dịch tranh cử từ một nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính. Tài liệu này có cả thông tin nghiên cứu về thượng nghị sĩ trẻ của bang Ohio, Jay Devance, người được ông Trump lựa chọn làm liên danh tranh cử. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump không đưa ra bằng chứng trực tiếp. Trong khi đó, người phát ngôn của Microsoft từ chối nêu tên các quan chức bị nhắm mục tiêu hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo tờ The Economic Times, cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đang tị nạn ở Ấn Độ mới đây cáo buộc Mỹ đứng sau việc lật đổ vì những tranh chấp liên quan đến một số hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Bà Hasina tuyên bố, tôi đã từ chức để không phải chứng kiến cảnh từng đoàn người chết. Tôi có thể vẫn nắm quyền nếu từ bỏ chủ quyền của đảo xanh Martin và cho phép Mỹ kiểm soát vịnh Bengal. Tôi cầu khẩn người dân đất nước tôi xin đừng để bị những kẻ cực đoan thao túng. Cựu Thủ tướng Bangladesh cũng nhấn mạnh nếu vẫn tiếp tục ở lại đất nước sẽ có thêm nhiều mạng sống mất đi và nguồn lực bị phá hủy. Trái tim tôi tàn nát khi nhận được tin nhiều nhà lãnh đạo bị giết, người lao động đang bị quấy rối và nhà cửa của họ bị đốt phá. Tôi sẽ sớm trở lại. Liên đoàn Awami đang liên tục đứng lên. Tôi sẽ mãi mãi cầu nguyện cho tương lai của Bangladesh. Đất nước mà cha tôi đã đấu tranh, đất nước mà cha tôi và gia đình tôi đã hy sinh cả cuộc đời. Bà Hasina nhận định rằng những kẻ âm mưu đã lợi dụng sinh viên Bangladesh làm bất ổn đất nước bằng vụ biểu tình liên quan đến hạn ngạch và việc làm. Hồi tháng 4, bà Hasina tuyên bố trước quốc hội Bangladesh rằng Mỹ đang theo đuổi chiến lược thay đổi chế độ ở đất nước này bằng cách xóa bỏ nền dân chủ. Ngoài ra, các vụ biểu tình và bạo loạn trên danh nghĩa phản đối hạn ngạch cũng được cho là được dàn dựng bởi các thế lực nước ngoài. Các nhà lãnh đạo Liên đoàn Awami đã đổ trách nhiệm cho Mỹ về sự thay đổi chế độ ở Dhaka và cáo buộc rằng nhà ngoại giao Mỹ cấp cao đã đến thăm Dhaka vào tháng 5 có vai trò trong việc này. Họ cáo buộc rằng nhà ngoại giao đó từng gây áp lực buộc bà Hasina phải thực hiện các sáng kiến chống lại Trung Quốc. Trong một tuyên bố hồi 15 tháng 12 năm 2023, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova, bất ngờ phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nếu bà Sheikh Hasina lên nắm quyền trong cuộc bầu cử tiếp theo, Mỹ sẽ sử dụng mọi quyền lực để có thể lật đổ chính phủ Bangladesh. Chuyển sang tin tức liên quan đến tình hình ở Trung Đông, sáng 11 tháng 8, lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Liban tuyên bố phong trào này đã thực hiện 10 hoạt động tác chiến nhằm vào các vị trí của quân đội Israel trong 24 giờ qua, bao gồm một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và các vị trí trong khu định cư ở Upper Galilee. Dẫn thông báo của Hezbollah, Đài Sputnik đưa tin một số hệ thống kiểm soát trực quan trên biên giới Liban-Israel đã bị phá hủy trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện vào bốn cứ điểm quân sự của Israel. Khu vực tập trung quân nhân Israel ở Sa cũng đã hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa dẫn đường. Trước đó vào tối 9 tháng 8, lực lượng Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái để tấn công một căn cứ hậu cần quân sự nằm ở phía tây nam thành phố Safed. Đáp trả trước các cuộc tấn công của Hezbollah, quân đội Israel đã tấn công 16 khu định cư ở bên kia biên giới phía bắc. Reuters ngày 11 tháng 8 đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, thông báo tập trận kéo dài 5 ngày ở khu vực gần biên giới với Iraq. IRGC thông tin, đợt tập trận này bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 và kéo dài đến ngày 13 tháng 8, diễn ra ở tỉnh Kermanshah thuộc miền Tây Iran, gần biên giới với Iraq. Lực lượng vũ trang Iran cho biết, kế hoạch tập trận nhằm tăng cường cho khả năng sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Iran thề sẽ trả đũa Israel sau vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran. Iran và phong trào Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh, trong khi Tel Aviv chưa chính thức xác nhận hay bác bỏ. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, nhà chức trách Trung Quốc vừa cho biết hơn 80.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên Tây Nam nước này đã được lệnh sơ tán do mưa lớn xảy ra trong những ngày gần đây. Theo các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Tứ Xuyên, mưa lớn đã xối xả chút xuống một số thành phố, và huyện trên địa bàn kể từ ngày 9 tháng 8 gây ra lũ quét khiến nhiều nhà cửa bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các thảm họa thứ cấp do mưa gây ra cũng như sơ tán người dân khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt. Trước đó ngày 3 tháng 8, thành phố Khang Định thuộc tỉnh này đã hứng chịu trận mưa lớn, gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng. Nhà chức trách đã nhận được báo cáo về ít nhất 27 trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm tin quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử vov cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại